Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bác. Ở clip này thì theo nguyện vọng của một bác khách, bác có tên là Nguyễn Văn Đạt. Số điện thoại thì em lại chưa ghi vào đây, em không nhớ được. Bác ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vâng, và bác có nguyện vọng với Doãn Hưng là làm cho bác một cái clip, làm cho bác một cái clip test nhạc về cái cặp loa B3 ZJ212. Đấy, để bác kiểm âm cũng như là cùng với lại bác gái để kiểm âm cái đôi loa này và nhìn hình thức đấy, cũng như là mẫu mã của nó trước khi là bác đồng ý xuống tiền để mà chốt cái đôi loa này của cửa hàng Doãn Hưng. Thì làm theo nguyện vọng của bác. Bác thì có yêu cầu Doãn Hưng từ ngày hôm qua cơ, nhưng mà do hôm nay thì mải đóng hàng hóa các bạn, do cái nô súp lo mới về nên là em phải trả đơn các bác, nên là hôm nay sáng giờ thì rất là bận, và buổi chiều tối ngày hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2020 đấy, em phải tranh thủ làm clip để gửi đến bác Đạt cũng như là giới thiệu lại cho các bác, các anh em về cái cặp loa B3 ZJ212. Đây là một dòng hàng bãi xịn các bác nhé, bãi xịn. Và ở trong cái clip trước em làm ấy thì có báo giá cái cặp loa này là 9 triệu 800 nghìn đồng. Với cái giá đấy thì ở cửa hàng em cũng đã rẻ hơn các kênh khác khá là nhiều. Và cái giá mà trong livestream thì em lại báo lại với các bác đấy, là giá 9 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, một cái giá lại còn tụt sâu hơn nữa anh nhá, một cái giá là cực kỳ là mềm. Đấy, cho các bác các anh em tham khảo về cái dòng loa này, 9 triệu 500 nghìn đồng là một cái giá quá tốt ở trong một cái thời điểm như thế này. Vì trước kia là cuối năm ngoái hoặc là từ năm ngoái trở về đến 1-2 năm trước thì những cái đôi loa này nó cực kỳ là đắt. Đấy, nó tầm khoảng có những thời điểm nó lên khoảng 12-13 triệu đấy, trong các cái clip em đã nói đấy. Và B3 thì trước kia nó cực kỳ là hot các bạn. Nó hot đến nỗi mà tất cả chúng ta anh em chơi âm thanh đều đổ xô vào B3. Đấy, nhất là những cái dòng B3X12i nó đã được anh em bán hàng đấy, khen ngợi quảng bá về nó, cho đến những cái dòng ZJ212 như thế này cực kỳ là có thương hiệu. Và đến bây giờ cái tầm ảnh hưởng của B3 nó vẫn cứ lớn nha, vẫn nhiều bác mến mộ. Và để mà khẳng định được như thế, khẳng định được nó có chỗ đứng trên thị trường thì cái chất âm của nó đã thể hiện được cái đẳng cấp các bạn. Về B3 và em đã làm một số dòng và em đã được trải nghiệm về cái dòng này, thì em khẳng định với các bác riêng tiếng bass của B3 nó đánh thì rất là chắc gọn lực mang nha. Tiếng B3 nó đánh bong bong đấy. Đấy, chúng ta hiểu như là cái tiếng của nó cực kỳ là gọn và chắc, và tiếng chắp của nó thì cũng rất là tơi và sáng. Tiếng chắp của B3 nó cực kỳ sáng, và cái đặc biệt của đặc thù của cái phân tần của cái dòng B3 này thì người ta đã sản xuất các cái con tụ con diode để nó cản cho cái chắp nó không bị cháy. Đấy, các bác dùng dòng này thì rất là yên tâm, chúng ta sẽ không lo bị cháy chắp. Đấy, nó sẽ hạn chế gần như tối đa về cái độ cháy chắp. Và đặc điểm của B3 thì các bác xem người ta làm là nó bằng gân ba sóng, gân vàng. Cái dòng J212 như này là gân vàng các bác nhé, gân gân như cái dạng vàng sẫm màu cánh gián đấy. Và cái offer của nó là người ta làm lõm vào bên trong đấy, nó không lồi như ra bên ngoài như là rất nhiều các cái đa số các cái dòng loa khác. Và chúng ta nhìn ấy, cái độ khỏe khoắn, độ đẹp, độ mới của nó thì rất là cao. Đây, đây là một cặp B3 hàng bãi. Đấy, lô hàng bãi anh em về thì rất là mượt các bác nhé, đôi nào cũng mượt và đẹp. Đấy, các bác hãy nhìn đi, nó rất là đẹp và nhìn nó rất là sang trọng. Đấy, hàng bãi nhưng mà chúng ta nhìn độ mới, độ zin của nó thì còn khá là cao. Đây, cái mã của nó là ZJ212 các bác nhé. Đây là khẳng định với các bác đây là hàng bãi xịn đấy, tem QC chống hàng nhái này và tem mã vạch vẫn còn đầy đủ cho các bác, không bị bong chóc gì. Đó, cân nặng của nó là 23 cân, nó đánh ở trở kháng 8 ôm, và
người ta ghi công suất là 250W trên 8 ohm đấy. Một cái dòng loa thì không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đấy, và clip em cũng đã test nhạc và cũng đã làm clip về cái dòng này rồi. Các bác nào, nhiều bác đăng ký kênh của em cũng đã biết rõ về cái dòng này rồi. Và em vẫn đang bán cái dòng này và làm theo yêu cầu của bác khách, thì em sẽ test nhạc các bạn, chủ yếu là test nhạc mà test một bài karaoke cho bác cùng với lại anh em thẩm âm lại về cái đôi loa B3 ZG212 như thế này. Và bây giờ thì em xin phép em sẽ test một bài hát các bạn ạ. Còn là về nội thất của nó thì các bác có thể vào các cái clip trước em đã mổ xẻ và em đã nói rất kỹ về cái cặp loa này các bác nhé. Và giá của nó thì em vừa báo nãy rồi đấy, là 9.500.000 đồng giá tại cửa hàng. Và bác nào mà ở khu vực miền Bắc thì có thể chỉ cần cộng cho em 200.000 em bao ship, còn các bác ở miền Nam thì có thể là cộng cho em 300.000. Đấy, 300.000 này các bác đã được bao ship các bác nhá. Nó cụ thể để người ta chỉ việc bê đến kệ cho các bác dùng thôi. Và bây giờ thì em sẽ xin phép là test một bài hát qua, em đấu lối qua một bộ dàn gồm có con đẩy DK Da Răng Kinh, một dòng đẩy thương hiệu cực kỳ nổi tiếng các bác nhá, chạy máy LA400. Đấy, các bác các anh em nhìn đấy. Và một con vang số X6. Đấy, con vàng X6, con vàng hàng mới. Nhân tiện thì em cũng giới thiệu luôn về các cái mặt hàng em đấu lối trong bộ dàn này. Con vàng này đang có cái giá 1.800.000 cho các bác, giá cực kỳ đẹp. Đấy, con vàng này thì các bác có thể cài đặt bằng tay được vào phần mềm hoặc cài đặt bằng tay rất đơn giản các bác nhé. Chúng ta không cần phải vào máy tính, chúng ta vẫn làm chủ được con vàng này. Đấy, nó có các cái lúm effect rời hết để cho các bác chỉnh lưu ở bằng tay hết. Rất dễ dùng, giá hợp lý và mẫu mã thì đẹp, mà cơ bản là chất âm hay. Đấy, chất âm hay các bạn. Và ở trên cùng là một cái đầu thu của con mic UGX21. Đấy, hôm nay thì em sẽ thử bằng cái mic này. Và cái dòng này thì cũng đã coi như là nó cũng góp phần và làm nên thương hiệu của Doãn Hưng Audio. Em bán rất nhiều dòng 21 này các bác nhá, và đến bây giờ chủ yếu em vẫn bán 21. Vâng, 23 thì em hạn chế làm. Đấy, vừa rồi hết 23 nhưng mà em chưa lấy. Đấy, còn lô 21 và cũng còn một số bộ nữa, em chủ yếu làm 21, nó lành, nó chuẩn các bác ạ. Hát nó dòng 21 thì dòng xua ấy thì hát nó rất là nhẹ, đấy, nhạy, nó sáng và nó bền bỉ. Đấy, nó bền bỉ các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ xin phép này, em sẽ test nhạc cái bộ dàn này cái bộ dàn này, và để gửi tới bác khách cái cặp mà loa để bác thẩm âm. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trời về phía anh lên về thăm phố cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh. Họ đón nhau và mùa xuân hôn nhau về. Ôi hạnh phúc
đâu chỉ có thương ngon và áo đẹp. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Lần 1, 2 và 4, 5, 6, 7. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật nhẹ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trời bình yên, anh linh về thăm phố cô gái vừa tan ca. Họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân hôn theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Vào cả ba họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha hạnh phúc họ thân tin rồi mùa xuân cô quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm đậm tình yêu. Tạm biệt rồi vẫn đau nhớ nụ hôn. Đấy, vừa xong rồi em đã test một bài karaoke các bạn. Bài này thì nó hơi tâm trạng một tí. Bài này khi thanh niên nghe thì nó không hay, không hợp. Nhưng mà những cái bác trung trung tuổi hát về những cái bài này là chúng ta nghe nó hơi tâm trạng tí các bạn. Đấy, về cái phần test nhạc giới thiệu cũng như giá cả thì em đã báo rất kỹ trong clip các bác nhé. Đấy, mong là bác khách, bác xem clip của Doãn Hưng, bác sẽ rất là ưng về cái chất âm của cái dòng này. Đấy, nói gì thì nói, thì em làm clip thì thường em rất hay chịu khó là test nhạc các bạn, để cho các bác kiểm âm cho nó thực tế. Vâng, vào một cái dòng loa này thì em luôn khẳng định nó là đẳng cấp của karaoke các bác nhá. Dùng từ đẳng cấp của karaoke, hát nó sẽ rất là hay, rất là hay, tiếng nó rất là bay, nhẹ, sáng. Và riêng về V3 thì chúng ta nghe tiếng bát thì nó cực kỳ là chất, nó đã tạo lên cái thương hiệu B3 ở cái tiếng bát rất là hay các bạn ạ. Và đây cửa hàng em thì nhân tiện em báo qua tí, em còn rất nhiều các cái dòng loa full nhá. Vâng, nói từ rất nhiều thì nó hơi quá, nhưng mà còn một số các cái dòng loa full các bác ạ. Em còn một số các cái mẫu loa để giới thiệu cho các bác, các anh em luôn luôn có hàng về gối tiếp để phục vụ các bác, các anh em.
Và đấy, cái dòng mic đây thì em mới có để tạm một ít con ra đây, và nó còn ở trong kho kia vẫn còn mấy thùng nữa, nên luôn luôn có hàng để phục vụ các bác. Và chủ yếu em làm mic UX21 ấy, em vừa test con Shure UX21 không dây đấy các bác, tiếng nó rất là hay và sáng nhá. Đấy, loa thì em đã dồn vào cái phòng này cũng khá là nhiều. Đấy, các bác nào có nhu cầu về các cái dòng loa full bass 30 thì hãy liên hệ cho cửa hàng Doãn Hưng. Và giá thì đấy, em vẫn nói đấy, là lúc nào cũng có cái giá rất là hợp lý cho các bác anh em chơi đấy. Và hôm nay các bác nhỉ, cái nô súp mới về nên là em đã phải tranh thủ đóng hàng. Đấy, đóng hàng để gửi cho các bác cho nó kịp đơn. Đây với một số con vừa đóng xong còn để đây để khuân sang bưu điện các bác. Đóng đến đâu là khuân sang bưu điện luôn để cho nó gọn nhà. Và súp nhà em thì về qua về rất là nhiều các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chật cả một kho luôn, đến lóc đây kìa. Rất là nhiều súp điện bát 40, súp mặt nguồn xuyến đấy. Trong clip em đã làm rồi đấy, bác nào quan tâm thì hãy vào clip trước cái clip này các bác xem giúp em nhé. Đấy, giá thì cực kỳ yêu thương cho các bác. Lý do tại sao mà em nhập rất là nhiều súp về vì là đã có rất nhiều bác chuộng về cái dòng súp của Doãn Hưng. Vâng, em đã lợ đơn các bác rất là nhiều và hôm nay em phải tích cực đóng hàng để gửi đi các bác ạ. Đấy, và bác nào ở gần khu vực Nam Định ấy, Nam Định thì các bác hãy đến tận nơi, đến tận cửa hàng Doãn Hưng Audio để các bác giao lưu với em. Đấy, để các bác cần cái mặt hàng gì thì em sẽ tư vấn và các bác sẽ được thử ngay tại cửa hàng Doãn Hưng. Đấy, và ở đây địa chỉ đây các bác này. Đấy, em thì ở Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định, giao hàng toàn quốc các bác nhé. Và số Zalo Facebook của em là cái số đầu kìa, 0392 543 982. Đấy, có hai số điện thoại, các bác có thể liên hệ bằng Zalo cho em cho nó dễ. Đấy, thôi em dừng clip đây. Rất cảm ơn các bác, các chú, các anh em luôn đồng hành và theo dõi kênh của Doãn Hưng. Và bác nào mới vào thì các bác hãy cố gắng đăng ký kênh giúp em nhé. Em đang rất là cần những cái nút đăng ký kênh của các bác và những cái nút like của các bác để kênh của em có thể là phát triển xa hơn nữa. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip khác.